Chào mừng quý bác đã quay trở lại với kênh của đồng hồ cổ Linh Anh. Odo xưa nay vẫn là một thương hiệu nổi tiếng và lâu đời, cũng có thể gọi là dòng đồng hồ cao cấp và giá trị nhất. Và ngày hôm nay, em Linh Anh muốn giới thiệu tới quý bác một mẫu đồng hồ có thể gọi là ông hoàng trong làng máy 8. Một siêu phẩm Odo 368 thùng cực kỳ VIP và đẹp như thế này. Mời các bác cùng nhìn ngắm chi tiết chiếc đồng hồ. Với một thiết kế hình hộp chữ nhật, bên trên là những cái họa tiết được đục tỉa kinh điển luôn ạ. Hình quả dứa này, chiếc lá này, bông hoa này được tỉa vô cùng tỉ mỉ và sống động y như thật. Thoạt nhìn thì ta có thể nghĩ đây như là một khu rừng nhiệt đới ở trên một chiếc đồng hồ. Quá đẹp và hoàn hảo luôn ạ. Và đây là một thiết kế như là mẫu thùng đồng hồ râu mực vô cùng hiếm và đắt đỏ trên thị trường. Chiếc này cũng thiết kế tương tự như vậy, cực kỳ đẹp và tinh xảo. Bên dưới các bác cùng nhìn với em này, cũng được tỉa toàn bộ bằng tay thủ công và các nghệ nhân ở bên Pháp. Hình chùm nho và chiếc lá ôm đến toàn bộ thân chiếc đồng hồ, đục kinh bằng rất đẹp mắt và tỉ mỉ như thế này. Những cái đường uốn lượn chạy dọc hai bên thân thùng rất cầu kỳ, đối xứng với nhau là ba cái đường kẻ sọc lớn ôm đến thân thùng như là một mẫu thùng khung ba buồng và trọn vẹn ở phần trung tâm. Mặt số và kính gạo là những cái đường vân gỗ vernier quá tuyệt vời cho một mẫu thùng đẹp hoàn hảo, không có một điểm trừ. Hai bên các bác có nhìn thấy em này, soi đến đâu là vân nó nổi đến đấy, và hoàn toàn là những cái đường vân gỗ tự nhiên 100%. Bên em không tác động gì, chỉ spa lại một chút cho nó bóng bẩy đẹp đẽ thôi, còn zin nguyên bản tuyệt đối các bác nhé. Em sẽ quay xa cho các bác nhìn chi tiết về hiện đẹp của chiếc đồng hồ. Chỉ một từ thôi là quá hoàn hảo. Với phần kính rào được ghép từ rất nhiều ô kính lại với nhau, thiết kế kính hình vuông đẹp mắt và ít gạch, gọi là kính kim cương các bác nhé. Từng cái ô kính này biểu tượng như là một viên kim cương thu nhỏ, nổi bật bên trong là quả lắc sáng bóng mạ chrome rất đẹp và mới. Một tổng thể không có một điểm trừ, kinh điển. Tay nắm cửa còn rất mới và đẹp các bác ạ. Mời các bác cùng nhìn ngắm chi tiết chiếc đồng hồ. Ở bên trong gỗ tây nó phải như thế này, thiết kế các bác cùng nhìn với em này, trong ngoài như một luôn. Những cái hàng rào đường kính của nó hầu như là không để lộ một cái vết mối nối nào luôn, đạt đến độ tinh xảo cực kỳ cao. Bo viền nẹp kính còn như mới, không có vết tích của thời gian. Chất lượng gỗ bên trong này các bác cùng nhìn với em, như hàng lưu kho luôn ạ. Quá đỉnh. Tuổi đời con này không phải ít, nhưng các bác cùng nhìn với em cho chất lượng. Từ cái quạt nắp, bộ mặt cho đến thùng, thậm chí là cái kính rào, quá mới và sáng luôn. Đầy đủ các phụ kiện các bác nhé. Khóa lên con, đinh ốc chống tường, và đây là khóa dây để tắt chuồng đêm. Các bác chỉ cần treo hai cái dây này vào hai cái móc này là đồng hồ sẽ tự động tắt chuồng vào ban đêm, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bác. Quả lắc mạ chrome sáng bóng y như mới, phải nói con này như hàng lưu kho các bác ạ. Đây là khóa gông. Khi các bác nhận được đồng hồ của em ra tới thì chắc chắn phần khóa gông này nó sẽ được quay nằm ngang để bảo đảm cho chiếc gông không bị gãy. Và khi các bác di chuyển bất cứ đâu, các bác cũng nên lưu ý phần này để giữ cho cái đồng hồ không bị gãy gông. Và khi các bác nhận được hàng thì các bác chỉ cần xoay lại gông dọc song song với chiếc gông này thì đồng hồ sẽ hoạt động đánh bình thường. Đấy các bác nhá. Con này mặt số quá tuyệt vời luôn. Mặt số to, in đậm, rõ nét và hầu hết là không bị ảnh hưởng bởi những cái vết xước hay là vết của thời gian. Chữ ký này của nhà sản xuất Made in France. Và nhắc đến Odo thì các bác luôn luôn quan tâm về cấu tạo của bộ máy phải không ạ? Và chiếc đồng hồ này đặc trưng của đời 368 với thiết kế củ gông lòng máng trắng, 8 gông, 8 búa, gông rất là dài, chất âm cực kỳ hay. Mời các bác cùng thẩm âm.
Bác thấy âm thanh thế nào ạ? Có đúng như em giới thiệu là ông Hoàng trong làng máy 8 không ạ? Tuyệt phẩm đến từ thương hiệu Odo. Odo 368. Và con này có mã số 565. Với kích thước ngang 37, cao 72 và sâu 16 cm. Đây là một bộ thùng VIP và hoàn toàn có thể lắp được 3, 6, 10 các bác nhé. Đấy, thì các bác cũng nên lưu ý, bởi những chiếc thùng nó đã đẹp và hoàn hảo như thế này lại còn có thể lắp được máy 10 thì giá trị cực kỳ cao. Thì chất âm các bác vừa được nghe rồi, rất là từ từ đánh ngân nga du dương, và khi đã kết thúc bản nhạc cái âm thanh nó đọng lại còn rất là vàng xa ngân. Đúng là Odo một đẳng cấp hoàn hảo và không phải chiếc đồng hồ nào cũng có thể sánh ngang được. Và em xin phép được soi máy cho các bác nhìn. Và sau đây em xin phép được tháo máy ra. Và đây thì các bác cùng nhìn ngắm chi tiết bộ máy của chiếc đồng hồ Odo 368. Logo thương hiệu Odo này được dập nổi cực kỳ to và rõ ràng. Series của máy này 64704 và đời nó chuyện là 36. Các bác nhìn rõ không ạ? Đấy, còn đây là quay xa các bác nhìn này, từng cái ổ trục và bánh răng cả đều không có dấu hiệu tu dồn đúng không các bác? Đấy, em soi chi tiết cho các bác nhìn cùng với em. Đây, và ổ cót đây. Toàn bộ máy cực kỳ vàng, mới và sáng, rất đẹp luôn. Em soi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Máy 3 vách bền, giá trị nhất trong dòng đồng hồ Odo 36. Bồ vồ da và búa còn rất là đẹp các bác nhé. Máy cực kỳ mới và sáng luôn. Rồi, em sẽ quay chi tiết cho các bác nhìn bộ gông của chiếc đồng hồ. Đây, thùng Odo nó phải như thế này các bác ạ. Ốc chống tường và chống máy đầy đủ. Hai anh thiết kế là khóa tắt chuông đấy ạ. Đấy, đây là khóa gông trên, khóa gông dưới, rất đầy đủ. Cụ gông lòng màng trắng đây, 8 thanh gông rất dài, xanh rì, cực kỳ đẹp các bác nhá. Quả lắc đẹp, chất lượng thùng miễn phải bàn luôn. Nói chung là nói đến Odo thì các bác chỉ cần bàn luận về giá thôi, chứ còn chất lượng và âm thanh thì nó đã được khẳng định qua rất nhiều đời này rồi. Và em không cần phải giới thiệu nhiều nữa phải không ạ? Rồi, em xin phép được đóng máy vào. Và siêu phẩm đồng hồ Odo 368 có mã số 565 với kích thước ngang 37, cao 72 và sâu 16 cm. Đây là một mẫu thùng cực kỳ VIP, có thể lắp được máy 10 các bác nhé. Và ngày hôm nay em giao lưu từ các bác với giá chỉ có hơn 30 triệu đồng một chút. Các bác yêu thích thì liên hệ với em qua số hotline 084-326-1. Địa chỉ bên em ở xóm 6 An Lộc, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Bên anh sử dụng duy nhất một số tài khoản 6360-1992-5-9, chủ tài khoản Phan Khánh Linh. Các bác lưu ý trước khi giao dịch, và em đã tự tin công khai máy móc cũng như là quay chi tiết cho bác từng chút một, từ thùng cho đến mặt và máy. Như thế thì các bác cũng có thể yên tâm được về độ uy tín của cửa hàng. Và bên Linh Anh luôn luôn bảo hành cho các bác 2 năm sử dụng, bao zin tây và bao tét thợ. Khi các bác mua hàng sẽ có một cái phiếu bảo hành ở trong máy từ ngày các bác mua, nên các bác cứ yên tâm, hàng sai ở đâu thì em sẽ đền lên đấy. Tất cả những cái con đồng hồ giá trị như thế này thì chắc chắn nếu mà hàng không zin thì em không thể nào dám quay máy cho các bác nhìn phải không ạ? Nên là dù các bác xa thì chế độ bên em vẫn luôn luôn là như vậy. Nên các bác ở xa thì cũng cứ yên tâm mua hàng. Còn các bác ở gần thì trực tiếp đến cửa hàng tại xóm 6 An Lộc, xã Hải Bắc này, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, dẫn thợ đến kiểm tra trực tiếp xem hàng có đúng như quảng cáo hay không. Nên các bác quyết định trước khi mua hàng. Đây là một mẫu thùng đẹp và giá trị sưu tầm cao, Odo 368, giá trên 30 triệu đồng. Các bác yêu thích thì liên hệ với em, hotline từ quý 1. Các bác cũng đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em. Khi cam ra video, bác sẽ là người đầu tiên được nhìn thấy nhé. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.